quý thính giả đang đến với chương trình Góc nhìn pháp luật của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 21:30 đến 22:00 thứ năm và 19:00 đến 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh AM 610 kHz. Hãy gọi đến cho chúng tôi theo các số điện thoại 028 3829 1357, 0948 717 571 để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình. Với những hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp pháp lý, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị và các bạn, thừa kế là việc người qua đời để lại tài sản cho những người khác và được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng những quy định của pháp luật để giải quyết tranh chấp thừa kế, vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định. Trong những trường hợp đặc biệt của thừa kế, nhiều người nghĩ rằng người còn sống mới được điểm mặt đặt tên để nhận thừa kế, còn người đã qua đời rồi thì coi như bỏ qua. Sự ngộ nhận đó đã khiến không ít người thiệt thòi khi chia tài sản. Thừa kế theo di chúc là quá trình chuyển tài sản của người đã khuất cho những người còn sống theo ý nguyện của người có di sản. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào người để lại di sản cũng để lại di chúc hoặc là di chúc lập ra là hợp pháp. Cha của anh Đoàn Văn Bân không may đã mất trước ông bà nội đã lâu và cha anh chỉ có duy nhất mình anh. Bà nội thương anh côi cút nên đem về nuôi dưỡng, chăm sóc từ nhỏ và muốn để lại căn nhà cho cháu như một sự bù đắp. Thế nhưng ý định của bà không thực hiện được vì bà mất đi không để lại di chúc hợp pháp. Các cô chú của anh đều muốn được hưởng thừa kế một phần căn nhà đó, còn anh băn khoăn có được một mình hưởng thừa kế tài sản của bà nội như ý nguyện của bà hay không. Bà nội thì có 5 người con, còn 4 người, còn 1 người là chết vào năm 71. Bà nội có là 4 công đất ruộng, thì bà nội có đứng tên trong sổ bộ của địa chính á. Thì bà nội xin cháu nội mà con của cái người chết đó về để ở chung với bà nội. Thì bà nội đã già, có đoạn mà người ta hỏi là đất này á là bà già rồi, bà đứng tên đây là hoặc là để cho cháu bà. Thì bà nội á là chuyển ngang á, là như bà nội nói là bà nội già rồi, bà nội để cho cháu đứng tên. Bà nội mất vào năm 91, người con của người cô thưa kiện là không làm mà rõ ràng là cái thừa hưởng thừa kế. Với hoàn cảnh của chị Trần Thị Hà, ba của chị là người con trai thứ tư trong gia đình có 5 người con của ông bà nội. Khi gia đình khó khăn thì ba chị đã chuộc lại mảnh đất mà ông bà nội đã bán đi mà không đòi hỏi quyền đứng tên tài sản. Ba chị đã mất cách đây 2 năm, còn ông nội thì mới mất. Khi mất, ông không để lại di chúc khiến chị lo lắng phần di sản thừa kế của ông bà nội để lại thì các anh chị em có được hưởng thay ba chị hay không? Nhà tôi có 9 người con, gồm 5 trai và 4 gái. Ông anh thứ hai mất sớm. Đến 2008, do cha mẹ mất thì để lại cho 20 mét đất và nhà ở và 4 sào đất rẫy. Sổ đỏ này là ông nội đứng tên, đưa ông nội bán miếng đất này rồi cha mẹ tôi chuộc lại. Thì giờ em muốn hỏi là miếng đất này là chia đều cho tất cả người con hay sao? Cùng chung băn khoăn khi người thân qua đời không để lại di chúc, chị Nguyễn Thị Duyên bày tỏ ba chị vừa qua đời, ông không để lại di chúc gì nên người nhà thống nhất là tự thỏa thuận cho gia đình người anh thứ tư ở để trông nom hương hỏa gia đình. Người anh này muốn chia một phần đất cho cháu mồ côi là con của người em thứ năm để hưởng phần thừa kế thay cho người cha đã mất. Tuy nhiên vợ và các con của người anh này thì lại không đồng ý. Giờ là đất của cha mẹ để lại, mà ông anh thì đang ở đó để thờ cúng cha mẹ. Nhưng mà ông anh thứ năm thì có một đứa con. Rồi bây giờ thì ông anh đang ở hiện thời những đất của cha mẹ để lại. Thì ổng là nghĩ là tình chồng nghĩ vợ, ổng có bàn bạc với bà vợ của ổng á. Ông nói là bây giờ để cho con của ông anh liệt sĩ một chút đỉnh gì đó, đó là của ông nội bà nội để lại, mà người chị dâu với mấy đứa cháu ở trong gia đình đó là con của ông anh hiện thời đang ở nơi nô đất đó, phản đối không cho. Bây giờ đất của cha mẹ để lại mà giờ bà chị dâu với mấy đứa cháu phản đối như vậy thì có thể là ông anh có được thể là cho đứa cháu con của ông anh liệt sĩ có được hay không, hay là phải chờ tới vợ với con tí mới cho được. Không chỉ người còn sống bị bỏ sót quyền thừa kế, nhiều người băn khoăn khi đồng thừa kế đã mất liệu có được bỏ qua. Như chị Băng Tâm bày tỏ, ba mẹ chị mất đi nhưng không kịp lập di chúc, nhưng không may em trai của chị lại mất trước ba mẹ chị. Người em trai này đã có vợ con, chị đắn đo tài sản này phải phân chia như thế nào. Nhà cha mẹ của chị, nhưng mà cha mẹ chị là không ở với chị, không ở với nhà cha mẹ, nhưng mà cha mẹ là chị nuôi, mà chị nuôi qua nhà chị. Để chị nuôi nhà chị, nhưng mà nhà đó là của cha mẹ, là mà đứa em dâu ở, mà đứa em dâu nó không có nuôi, mà rồi bây giờ thằng em út nó chết rồi, thằng em mình nó chết rồi, thì bây giờ cái nhà nữa là bây giờ thuộc về ai?
Về góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Thái Long, trưởng văn phòng luật sư Thái Long cho biết, theo quy định của pháp luật, khi người mất không để lại di chúc thì tài sản thừa kế được phân chia theo pháp luật. Cụ thể, theo Điều 651 Bộ Luật Dân sự năm 2015, những người cùng hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Nhưng pháp luật thừa kế nước ta quy định, trường hợp khi con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng một thời điểm với người để lại di sản, thì quyền thừa kế thế vị của cháu vẫn được đảm bảo. Và nếu cháu cũng đã chết trước hoặc chết cùng một thời điểm với người để lại di sản, thì cũng tương tự, quyền thừa kế thế vị của chắc cũng sẽ không bị xâm phạm. Cụ thể, theo Điều 652 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản, thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng. Nếu còn sống, nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản, thì chắc được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắc được hưởng nếu còn sống. Vì vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, tuy cha mẹ đã mất trước ông bà nhưng con vẫn sẽ được hưởng một phần di sản như lúc cha mẹ đáng lẽ được hưởng nếu còn sống và được chia đều di sản với những người thừa kế khác. Các bước khai nhận di sản thừa kế bao gồm lập văn bản khai nhận di sản, những người được hưởng di sản thừa kế liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản, thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế được niêm yết công khai tại Ủy ban Nhân dân phường xã nơi có di sản hoặc nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản trong vòng 30 ngày. Nếu sau thời gian niêm yết không có tranh chấp hay khiếu nại, người được hưởng di sản tiến hành khai nhận di sản tại phòng công chứng. Tiếp theo, sau khi nhận lại bản niêm yết thừa kế có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường xã mà không có tranh chấp khiếu kiện, công chứng viên hẹn ngày lên ký văn bản khai nhận. Vào ngày hẹn, tất cả người thừa kế mang theo toàn bộ bản chính các giấy tờ đã nộp cho phòng công chứng đến ký kết văn bản khai nhận. Thì trường hợp một người khi chết không để lại di chúc thì sẽ áp dụng các quy định pháp luật về thừa kế để phân chia di sản của người chết để lại. Thì tài sản của người chết để lại cho những người còn sống thì được gọi là di sản. Thì di sản thì bao gồm là tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong cái tài sản chung với người khác. Thì những người thừa kế theo pháp luật được xác định dựa trên 3 mối quan hệ với người chết là quan hệ về huyết thống, quan hệ về hôn nhân và quan hệ về nuôi dưỡng. Do phạm vi của những người thừa kế rất rộng nên pháp luật quy định thành nhiều hàng thừa kế quy định tại Điều 651 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thì trong đó hàng thừa kế thứ nhất là những người có quan hệ gần gũi nhất là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Hàng thừa kế thứ ba thì gồm có cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắc ruột người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Thì di sản thừa kế chỉ được chia cho một hàng thừa kế và tuân theo trình tự ưu tiên từ hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai và đến hàng thừa kế thứ ba, nghĩa là những người ở hàng thừa kế sau chỉ được thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước. Do chết không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc bị từ chối di sản, những người thừa kế cùng hàng được hưởng di sản thừa kế bằng nhau. Thì căn cứ theo quy định thì bên cạnh việc được hưởng quyền lợi thì người thừa kế còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản của người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong thực tế có những trường hợp người chết để lại nhiều nghĩa vụ và mà di sản thừa kế không đủ để thanh toán, nên Điều 658 của Bộ Luật Dân sự có quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán như chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng, rồi tiền cấp dưỡng còn thiếu, tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ, tiền công lao động, tiền bồi thường thiệt hại, thuế và các khoản nợ khác với nhà nước, tiền phạt và các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác, chi phí của việc bảo quản di sản và các chi phí khác. Khi mà thừa kế thì những người ở hàng thừa kế thứ nhất còn sống có quyền hưởng di sản nếu có người ở hàng thứ nhất chết trước
hoặc là chết cùng người để lại thừa kế thì quyền nhận di sản thuộc về những người thừa kế là con đẻ, con nuôi của người đó. Trường hợp mà một người thừa kế là con đẻ hoặc con nuôi chết trước hoặc chết cùng thời điểm người để lại thừa kế thì pháp luật cho phép các con của người đó như là cháu thì được thay thế vị trí cha đẻ, mẹ đẻ để cùng được nhận phần di sản của ông bà mà lẽ ra cha hoặc mẹ của họ còn sống sẽ được hưởng. Nếu một người cháu chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông bà thì pháp luật cho phép các cháu thay thế cha đẻ hoặc mẹ đẻ nhận di sản của cụ thì những người thừa kế cùng hưởng phần di sản, lẽ ra cha mẹ đẻ của họ còn sống sẽ được hưởng. Thì như vậy trong trường hợp này theo quy định thì người qua đời trước khi nhận di chúc thì phần di sản này được cộng dồn cho con. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định số 76 năm 2023 trên NDCB của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2023, trong đó quy định về mức chi cho các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình. Cụ thể, ngân sách nhà nước cho công tác phòng chống bạo lực gia đình được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan tổ chức chính trị xã hội được giao nhiệm vụ có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Mức chi quy định tại nghị định này là mức tối đa để cơ quan tổ chức chính trị xã hội lập dự toán chi cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình. Thủ trưởng cơ quan tổ chức chính trị xã hội ở trung ương và ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể nhưng không vượt quá mức chi quy định tại nghị định này để thực hiện bảo đảm tiết kiệm hiệu quả và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Chi thông tin truyền thông giáo dục thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Chi thông tin truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung và mức chi nhuận bút xây dựng bản tin, phóng sự, tọa đàm về phòng chống bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ về chi chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Chi thông tin truyền thông giáo dục thông qua loa truyền thanh theo quy định của Chính phủ về chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Chi sản xuất và phát hành băng rôn, pano, áp phích, tranh cổ động. Mức chi theo hóa đơn chứng từ và quy định của pháp luật về đấu thầu. Chi tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm tại cộng đồng. Bồi dưỡng tập luyện chương trình mới tối đa 100.000 đồng một người một buổi. Số buổi luyện tập tối đa cho một chương trình là 10 buổi. Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn tối đa 300.000 đồng một người. Bồi dưỡng người dẫn chương trình tối đa 500.000 đồng một buổi. Chi xăng xe hoặc thuê phương tiện, chụp ảnh tư liệu, thiết bị, dụng cụ và các khoản thuê khác. Mức chi theo thực tế căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật. Chi tổ chức chiến dịch truyền thông tại cộng đồng. Chi xây dựng kịch bản tối đa 1 triệu đồng một kịch bản. Bồi dưỡng người dẫn chương trình tối đa 500.000 đồng một người một buổi. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia chiến dịch truyền thông tại cộng đồng tối đa 100.000 đồng một người một buổi. Biểu diễn văn nghệ theo quy định tại khoản 5 điều này. Chi xăng xe hoặc thuê phương tiện, chụp ảnh tư liệu, thiết bị, dụng cụ và các khoản thuê khác. Mức chi theo thực tế căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật. Chi biên soạn tài liệu mẫu để tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chi tổ chức thi tìm hiểu về phòng chống bạo lực gia đình, biên soạn đề thi và đáp án, mức tối đa 2 triệu đồng một đề thi kèm đáp án, bồi dưỡng chấm thi, ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi, mức tối đa là 500.000 đồng một người một buổi. Bồi dưỡng thành viên ban tổ chức, thư ký cuộc thi, mức tối đa 350.000 đồng một người một buổi. Chi hỗ trợ tiền ăn ở đi lại cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng thi trong những ngày tổ chức cuộc thi, thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Hỗ trợ tiền ăn ở đi lại cho thí sinh tham gia các cuộc thi, kể cả ngày tập luyện và thi, tối đa không quá 10 ngày. Áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, nghỉ đối với đại biểu không hưởng lương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ nêu trên thì không được thanh toán công tác phí ở cơ quan đơn vị. Thuê dẫn chương trình tối đa 2 triệu đồng một người một buổi. Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu, mức chi theo thực tế căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, chứng từ. Thuê diễn viên biểu diễn văn nghệ, cá nhân tối đa 300.000 đồng một người một tiết mục. Còn tập thể tối đa là 5 triệu đồng một tập thể một tiết mục và không quá 300.000 đồng một người một tiết mục tập thể. Chi tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thi. Đối với cuộc thi cấp trung ương tối đa 5 triệu đồng một báo cáo.
đối với cuộc thi cấp tỉnh tối đa 3 triệu đồng một báo cáo, đối với cuộc thi cấp huyện tối đa 2 triệu đồng một báo cáo, đối với cuộc thi cấp cơ sở tối đa 1 triệu đồng một báo cáo, chi họp báo thông cáo báo chí về cuộc thi, chi xây dựng thông cáo báo chí tối đa 1 triệu đồng một thông báo, chi thù lao cho phóng viên báo chí được mời tham dự họp báo tối đa 100.000 đồng một người một buổi họp báo, chi cho người chủ trì họp báo tối đa 300.000 đồng một buổi họp báo, chi cho người tham gia trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí tại buổi họp báo tối đa 200.000 đồng một người một buổi họp báo, chi xây dựng triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình, chi nghiên cứu xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện theo quy định của pháp luật về nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá, chi soạn thảo mô hình tối đa 20 triệu đồng một mô hình, chi cho người tham gia triển khai thực hiện mô hình mức chi theo thực tế số ngày tham gia tối đa 100.000 đồng một người một ngày hoặc khoán chi tối đa 2 triệu đồng một người một tháng. Các khoản chi khác thực hiện theo thực tế, căn cứ vào hóa đơn chứng từ và theo các quy định của pháp luật có liên quan. Chi hoạt động tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, chi hỗ trợ thiết lập phòng, bộ phận tư vấn, điện thoại, máy tính, thiết bị, vật tư thực hiện theo quy định của pháp luật. Chi biên soạn tài liệu mới, chỉnh sửa, bổ sung cập nhật tài liệu phù hợp với nội dung tư vấn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi thù lao cho nhân viên tư vấn theo chế độ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, mức chi theo thỏa thuận dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền công. Chi các khoản điện, nước, văn phòng phẩm, photo tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn, mức chi theo hóa đơn chứng từ giá thị trường tại địa phương, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng một tháng một cơ sở. Chi giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình. Chi biên soạn tài liệu giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đào tạo. Chi biên soạn bộ câu hỏi trách nhiệm để nhận diện hành vi bạo lực gia đình và đánh giá về kiến thức kỹ năng, kiểm soát hành vi bạo lực gia đình, kỹ năng ứng phó với hành vi bạo lực gia đình, soạn thảo câu hỏi thô, rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi theo hướng dẫn chuẩn hóa được quản lý trên phần mềm máy tính, thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham gia các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông, chi phổ biến pháp luật trực tiếp cho người có hành vi bạo lực gia đình, nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình, việc hỗ trợ chi phí tư vấn tâm lý cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, mức hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện tư vấn cho người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc, việc hỗ trợ áp dụng như quy định đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trường hợp người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe, được chăm sóc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh. Chi hỗ trợ bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản cho cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình. Cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội, được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả chế độ trợ cấp tai nạn lao động, hưu trí tử tuất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, vệ sinh an toàn lao động. Cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình được đơn vị sử dụng lao động chi trả các chế độ theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn lao động. Trường hợp cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình thuộc đối tượng khác được hỗ trợ theo chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp hoặc được hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng theo quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội. Chi hỗ trợ bù đắp thiệt hại về tài sản cho cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình. Cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình khi trực tiếp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình mà bị thiệt hại về tài sản nhưng người gây thiệt hại không có khả năng bồi thường thiệt hại thì được nhà nước hỗ trợ bù đắp đối với tài sản bị thiệt hại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình bị thiệt hại về tài sản thành lập hội đồng xác định mức độ thiệt hại để hỗ trợ thiệt hại cho cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình. Thành phần hội đồng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Chi phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng hàng tháng do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định và ngân sách địa phương bảo đảm. Hàng năm, cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình về công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình. Mức chi áp dụng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức,
Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình được tham dự các cuộc thi, hội nghị, hội thảo trong khu vực, liên khu vực để trao đổi kinh nghiệm, công tác, được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và pháp luật có liên quan. Mỗi cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình được trang bị dụng cụ, công cụ phù hợp với điều kiện và khả năng tài chính của địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình, chi hoạt động phối hợp liên ngành sơ kết tổng kết, chi tổ chức cuộc họp, hội nghị triển khai nhiệm vụ, sơ kết tổng kết, tập huấn nghiệp vụ về phòng chống bạo lực gia đình. Chi bồi dưỡng cho đại biểu tối đa 100.000 đồng, một người một buổi. Chi xây dựng báo cáo chuyên đề tối đa 8 triệu đồng một báo cáo. Chi xây dựng báo cáo sơ kết tối đa 10 triệu đồng một báo cáo. Chi xây dựng báo cáo tổng kết tối đa 12 triệu đồng một báo cáo. Chi bồi dưỡng viết bài tham luận, bài kỷ yếu hội nghị sơ kết tổng kết tối đa 2 triệu đồng một bài tham luận. Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu và các khoản chi khác có liên quan, thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ chi hội nghị. Chi công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch công tác tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phòng chống bạo lực gia đình trong khu vực, liên khu vực, thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút của chương trình Góc nhìn pháp luật. Để liên hệ với chương trình Góc nhìn pháp luật, quý thính giả hãy gọi đến số 028-3829-1357, số điện thoại di động là 0948-71-571 hoặc gửi email theo địa chỉ bạn nghe đài voha@gmail.com. Nếu viết thư tay thì địa chỉ quý vị gửi đến là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Ngoài bì thư xin ghi rõ gửi đến Phòng Công tác Xã hội và Bạn Nghe Đài. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn pháp luật trên kênh AM 610 kHz Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.